Alo, vâng và quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ trở lại với chương trình An Hành Đêm Khuya của hai ông bầu của Game TV và cũng như hai chàng trai Tuân Tiền Hải và G Bờm. Ở như trận này thì các anh được cầm những quân rất tuyển, gọi là tứ 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 chém tuyển trong map La này rồi, nhưng mà Karathan và Chôn Sơn, à Karathan và Garrick. Còn bên kia, vâng, và bầu bầu cơ trắng cầm Babylon. Vâng, và chúng ta sẽ lại một lần nữa những giờ phút đầu, vâng, và để xem bầu cơ trắng và những doanh nhân thành nhạt họ thiết kế ra những cái nhà, hoặc là họ đóng ra những cái nhà nó như thế nào, và cũng như phong cách, vâng, và phong cách mắt mờ tay chậm. Như để cập nhật lại cho các bạn một chút về tỷ số. Vâng, và tỷ số về C hiện tại đang là 2-0, và dự kiến tôi ra các dự lốt ván này sẽ là 3-0 về C, nghiêng về các game thôi, về hai bình luận viên bên phía Game TV. Và cũng như tỷ số về trận đấu của C thứ ba thì đang là 2-0 trắng, nghiêng về hai bên thôi thì cũng là 2-0 cả. Vâng, và toàn 22 thôi. Còn đâu rồi? Sao lại lại tạm dừng thế này? Vợ gọi về sao? Toàn Garrick thôi, xong lại Babylon. Vâng, đâu rồi, đọc qua màn à, chấp trang ái ra được rồi. Vâng, và nhiều khả năng ngày mai sẽ có kèo tôi cầm sang và anh Nucky cầm Chôn Sơn sẽ phục vụ các bạn. Vâng, còn không biết chiều mai có kèo gì hay không thì bây giờ tôi đánh đến 4 giờ chiều mai rồi. Thì 4 giờ chiều mai thì sẽ có kèo tôi và Lucky đánh với nhau. Còn 12 giờ đêm mai lại tiếp tục tâm sự An Hành Đêm Khuya nữa, lại phục vụ các bạn đến 4 giờ tối của ngày kia, để chủ nhật. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy, vâng, và anh bồ câu trắng anh tạm dừng vào đúng lúc. Vâng, chúc mừng anh Bầm. Vâng, chúc mừng anh 210 trung kính. Vâng, và anh gặp đúng con chó 211, đôi chó nên nhà ai thả ra đây không thấy dọa mõm gì vào cả. Vâng, và đúng rồi, bây giờ chó nó có dọa mõm nó. Thế mà anh vẫn thịt được một con, vẫn đang câu trộm một con. Anh thấy tay này chứng tỏ câu nhanh thật, biết ngày xưa thấy làm nghề gì. Anh xạ dạ. Úi giời, 1-2 thôi cũng được. Con hươu kia cũng tầm có một gang tay trên bản đồ thôi, vẫn ăn được. Chứ còn con hươu khoảng 2 mét thì bê ra được một miếng, thì bê được một miếng về thì không khác là ăn con sư tử, ăn bát cháo chạy ba quãng đồng, không ra cái thể thống gì. Xúc rồi, xúc xúc đúng rồi, cứ phải xa như thế, ăn về cho nó sang mồm, xẻ răng cho nó còn có miếng thịt nó rắc, ăn nó chả bao nhiêu đấy. Như tô tê này đúng là khôn thật, khôn khôn đầu, không còn tí tóc nào. Gặp sư tử cái giật nồi ngay, đã thấy quả đấy, đánh đấy. Sau pha vừa rồi ông Nguyên nói trên này tôi còn nghe tiếng, mà đang đêm nó yên tĩnh, mà chỉ có mỗi tôi nói to nhá, tôi nói từ đây tầng 1 các ông còn nghe thấy. Ông Tuân Điền Hải vẫn đấy, nó đã đi né sư tử, nó phải như thế, né sư tử gặp quả nó phải như thế, đánh 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 nó phải như thế chứ. Ông nhìn vào đây để ông tới này mà đánh giải doanh nghiệp, ông bảo với Bòm như thế. Bòm này cứ ngồi đầu cứ gật nia nịa thôi, đúng là Bòm. Ông thấy con voi chổng mông ra kia rồi anh ơi, ra khắc ngay vào anh sẽ khắc tên em vào núi đá đi. Vâng, ra khắc tên ngay TTH vào mông con voi kia để tí câu về đi, không bây giờ lại bị sang câu mất. Bây giờ đánh cái map này các ông còn không ở để cố định vị trí nữa thì làm sao? Ái ra tôi bảo ngay mà này. Vâng, và các bạn thân mến, vâng, và Châu Đen đang chạy vậy này. Vâng, và tình huống mất voi. Vâng, và người ta bảo rồi, vâng, và cái trên dân tộc người ta có cái chương trình cướp vợ của người Mông, thì bây giờ đã có cái chương trình cướp voi của người Kinh. Vâng, và tôi sẽ xem nào, có phải ông bồ câu trắng cướp voi không. Vâng, đúng rồi, và bồ câu trắng đã cướp được con voi của anh Tuân. Vâng, và xin chúc mừng anh. Vâng, và tình huống hài hước nhất của ngày hôm nay. Vâng, và 1:39 đã sang ngày mới rồi. Hôm nay ngày bao nhiêu đây, tôi sẽ ghi cái này vào để làm kỷ niệm ngày 25 tháng 10 năm 2014. Vâng, vào hồi 1:39. Vâng, và anh Tuân, ôi giời ơi, ngay sau khi cướp được con voi anh ta thể hiện mình là người có tiền, xả thịt bầy hươu và ăn điên cuồng. Vâng, anh Tuân cảm thấy có lẽ là anh Tuân cảm thấy, nghĩa là đây gọi là nhức 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 con nhà mẹ nhối rồi. Vâng, mà không không chịu được nhiệt rồi. Vâng, và bị câu trộm mất voi. Vâng, tôi bảo ngay mà lại ra khắc ngay tên. Vâng, mà
anh khắc tên em vào mỏm núi ngay này, khắc ngay vào mông con voi, là voi này của Tuấn đã đóng rồi. Vâng, mà bên kia một Summerian, một Babylon. Vâng, mà Mắc Binh cầm Babylon. Vâng, và cái tình huống này thì các bạn có thể thấy nó kinh khủng như thế nào. Vâng, và đấy đấy gọi là làm giàu. Và các bạn lại được học thêm một bài học nữa. Vâng, và đây ngay sau khi mất hai con trâu đen, mất một con trâu đen thì ông đã được lại hai con SH. Và cái giá trị nó quá là lời lời lẫm, nhưng mà giờ phút này cần SH để làm gì, làm cái gì? Vâng, và giờ thì anh hứa để làm gì, nhà còn củ khoai vác ra nhét vào cầu chì. Vâng, mà đúng rồi, nhà đúng là tay này chỉ cho đi chăn vịt thôi, thi thoảng giả vờ vợ bắt trộm lấy đôi vịt đánh con nô con đẻ, giả vờ vợ là hôm nay đi chăn vịt bị mất, thực ra là ông mang ông cắm rồi còn đâu. Úi giời, thế kia anh đặt được, anh sẽ đặt được S sao? Anh đặt được S thì tí nữa nông dân ăn xong nhà kiểu gì? Vâng, mà chúng ta sẽ chứng kiến một pha nghe đặt S khoa học của anh Tuân, cực kỳ khoa học và chất lượng. À, có vừa không, có vừa không? Úi giời, vâng, mà tí nữa sau, vâng, mà tí mấy tay đặt đặt cái S nó quá là đẹp, xong tí mấy tay công nhân kia làm, xong rồi đào đào vàng, thằng nọ làm húc vào đít thằng kia, thế là đánh nhau chảy máu đầu ra, thế là chả làm được cái gì, đứng nghênh nhau đấy. Tôi bảo ngay mà lại bắt đầu rồi. À, vẫn đẹp sao, chẳng lẽ đoàn kết sao? Mong mà nông dân của xóm đoàn kết thì sao? Vâng, mà không lo, không việc gì phải phờ lo cả. À, ngày mai các bạn sẽ được chứng kiến kèo giữa tôi và anh Lucky, đằng nào ở trên này cũng không có việc gì làm, sáng ra có mấy cái gì ngon nhất, cơm ngon thì không đến mồm mình, đến miệng anh Tuân, còn đâu gái đẹp thì cũng không đến tay mình, đến tay của anh Bờm. Tiền thì không có tiêu cũng không đi theo anh Zidane được, còn ông Naki thôi mấy anh em với nhau rủ nhau ra xúc nhau làm đi, xem có được khai trục làm bát bún không, hay là ông ấy ăn của mình bát bún. Úi giời, ái già, một một xỏ không vậy, đây xỏ lỗ đây rồi, xỏ lỗ kim. Ông đã tìm được một cái lỗ của nhà bồ bồ câu trắng để anh đút vào. Vâng, anh đút 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 tất vào anh ơi. Bây giờ đây không gọi là đút tất, bây giờ đây gọi là tháo tất thối ra lém vào nhà bạn gái đứng ở ngoài bờ rào lém vào. Ôi kìa, ôi kìa, thọc thọc thọc, ôi giời, thọc thọc và thọc. Thôi đi kiếm chỗ khác đi anh ơi, chỗ đấy hết rồi, không còn cái gì mà sơ muối đâu. Đúng rồi, đây đây như cái hàng rào nhà bạn gái thế này chạy vòng, những cái doanh nhân thành đạt nó phải thế chứ. Thấy voi này, thấy 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 cái con trâu đen là nó ăn trộm được ngay mới là nạ. Đấy, chỗ kia nó thoáng kìa, anh ấy đang đóng p kẻ ra thọc ngay, không được để cho đóng p. Bây giờ bắt đầu còn thấy đại KB này còn trì rồi. B loa an b Ebola cũng còn trì, Long HD 142. Vâng, mà nhiều khả năng mấy đại ca này còn triển vọng thức đến 4 giờ chiều mai. Chúc mừng các anh. Còn ông Naki thì giỏi tí nữa thôi. Tối hôm nay uống rượu phê lắm rồi, khoe với tôi rồi. Tối hôm nay anh đi uống rượu, bảo mua cho cái ngô lướng về cũng không mua. Bây giờ nói có vài câu thì đã cay cú. Rồi, thế là được rồi. Xem màn hình máy của Bầm đại ca, Bầm công tử 52 trên 25 trên 52, con số rất đẹp. Rồi Tuân đang cong đít lên đây rồi, bị úm. Thôi bây giờ để tôi xuống tôi hô cho các anh mang hết quân sang nhà ông Mắc Binh mà đánh đi. Ông ấy cầm Summerian đấy, để lại nhà ông bồ câu trắng thì thôi, tay ông ấy yếu rồi, tí nữa vào Phật ông ấy sao. Ôi rồi, dân cũng đã chết hết rồi à? Hình như ông này cũng đã làm được cái gì đấy. Và Tuân đã hát bài, vâng, và em đẹp lắm Pleiku, à anh Bờm đã hát bài em đẹp lắm Pleiku ơi đây rồi. Chúc mừng anh. Úi giời, các anh đóng những cái ruộng các bạn có thể thấy. Vâng, mà tí mấy mấy cái tay này đứng cuốc ruộng, chỉ cái cuốc cọ vào chân nhau, có thằng cụt cả chân cho mà xem. Đây, tí nữa tay kia vất vất vào kiểu gì. Đang đang cố tình chày cối chặt cái hàng phi nào cái đi để đi vào nhà bạn gái, có cái lỗ mà nhét vào. Úi giời, cũng chất lượng không kém, giá trị ẩn sâu ở bên trong.
Tôi chưa biết là cái bên sâu bên trong nó có cái gì cả. 540 vàng ông để làm cái gì? Bây ông lại 496 vàng mà bên kia người ta đóng một đống phù. Vâng, anh ta từ nãy đến giờ. Vâng, và các bạn có thể đáng lẽ là ông có thể sóc được ba nhà, ba nhà ông có thể vằn vò được ba cái lờ, nhưng chứng tỏ tay này yếu, chỉ vằn được hai cái thôi. Yếu thế này gặp xẻ hắn ấy chém cho, sinh năm 96 còn khỏe trẻ hắn ấy chém cho thì nhấc ngược lên bãi vàng hở rồi kìa anh. Vâng, đào và ăn thêm vài miếng nữa là hở toác ra. Ôi giời, chưa ai động được vào nhà của mắc binh cả. Tí sang cái nơi thấy đầy cung cung gờ đứng đẫy trong nhà, thế bắn ra cho thì bốc hết cả mông ra. À đây rồi, anh mắc binh như rồi, đánh cung thủ phù. Đúng rồi, sao lại mì tôm trứng mới xúc xích ở đây, tôi gọi từ nãy giờ sao không thấy. Rồi tôi sẽ ngồi sang. Ôi trời ơi, sao đây? Vâng, chúng ta vẫn trở lại với trận đấu tham 27 trên 52 phút 21 của ông của anh Bờm. Ai cả đuổi theo lão già kia, ui giời, cầm ngay cái đòn đòn gánh Phật vào đầu lão, cậu xỏ vào mông nhảy ngược lên rồi. Ui giời ơi, trận này theo cá nhân tôi là chả có gì mà để mà đánh giá cả, kiểu gì thì kiểu gì thì cũng là 3-0 thôi, đánh kiểu gì thì đánh. Vâng, và các bạn thân mến, ui giời, cái gì thế này? Vâng, đúng rồi. Vâng, lửa đêm rồi. Đêm chưa ngủ, nghe nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi đây rồi. Anh Tuân Tiên Hải đã vằn được 3 nhà lờ. Tay này tôi nghe thấy nói là tay đi yêu tận 5 người cơ mà. 5 đứa con gái mà sao có ba đóng được có 3 nhà lờ ra thế này. Đâu rồi? Vâng. Úi giời ơi, nhụ ơi anh mất em rồi. Đóng những cái ép. Ôi giời hái già. Vâng ạ. Ui giời ơi. Đúng là cái tay này chạy lên tầng 3 xong là vâng ạ, chạy lên tầng 3 lém cái vòi nước xuống xong lại xuống để nhặt lên. Vâng, tay này rửa nhà kiểu gì thế này. Vâng, 28 trên 48, chúc mừng anh Tuân đi. 43 trên 46 mà bây giờ vẫn đang có mấy trong mấy não đây, não đứng hát chầu văn trong kia chỉ chờ để tí nó uống thôi. Úi giời, chơi đen đen anh ơi, cố chảy cối làm cái gì. Ôi kìa, vào trúng, vào trúng, bây giờ vẩy, vẩy e đấy anh. Ôi giời ơi, cố lên chém 4. 33 trên 72, úi giời ơi, thôi chúc mừng anh Tuân. Thôi tỷ số của xe đấu thứ ba tôi tạm thời ra cắt dự, nó là nó rơi vào cái hệ, nó thuộc vào cái dạng 2-1 vẫn như chuẩn bị trận chung kết. Ui giời, phù thủy đứng lên 40-50 ông bên trong chỉ việc hát thôi. Đi trên bãi biển bồn chồn cát tùm tùm tùm, gặp cô con gái ngỡ mồm đi chơi. Ái, sắp vào được chum đi rồi. Vật vật trum, vật trum, nhét hết vào nhơi, nhét nhét tất vào. Ui giời, giời đáp tất vào hàng rào nhà bạn gái về. Đang có cái đang nói cái tên ông già, ui giời đã yếu còn ra gió lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Ui giời, giải giải giải, giải giải và giải, giải và giải cũng đút hết vào. Anh đút cả cái tất vào. Ông Tuân này là tất của ông ấy mười mấy và mấy tháng này ông qua giặt đâu, cứ đi xong lại vất vào, đi xong lại vất vào, thay mấy đôi liền xong lại lấy xỏ lại đi lại, thò tay vào mồm ăn xong lôi ra lại nhét vào ăn tiếp cơ mà có cái xương thôi. Ôi trời ơi, tôi cứ tưởng là 2-1, hóa ra lúc là bỏ cầu trắng, tôi đoán cấm sai. Còn mà ra cắt dự mình đoán cũng chuẩn thật, thế mà tại sao 16:30 hàng tối toàn xịt thôi là thế nào, hôm nay cũng mất toi hai sọi và mua mất mấy lít tiền thuốc liền. Vâng, mà ngay sau khi ngay ngay sau khi ốp được nhà của vâng, ngay sau khi lại tiếp tục cho anh bầu cầu trắng ăn hành thì anh Tuân Tiền Hải, vâng, anh Tuân Tiền Hải, anh đã thiệt hại hết đạo quân của mình. Vâng, và khi đi thì trông rất oai phong, khi về thì trông co rúm co gió lại, còn được 6 thằng. Vâng, ối giờ 37 trên 48, tôi tưởng anh còn mười mấy thôi chứ. Vâng, và gờ em vô tình em để lại cho ai? Bầu cầu trắng 19 trên 64. Đúng rồi, bị cái tay thanh niên trẻ khỏe, cái tay đấy thông cho, tay đấy đánh, tay đấy chém cho nhấc mông lên thì còn còn gì nữa, thế là đúng rồi. Vâng em ơi, anh Naki với anh có rảnh như đây anh ăn mì tôm trứng với em, đừng có giận em. Ai bảo anh có mấy đứa em này xinh gái giới thiệu cho tôi thì không giới. Vâng, mắc binh chi sai, tỷ số là 3-0. Vâng, và tôi đoán quá chuẩn.
Vâng, tôi đoán quá chuẩn, các bạn có cá với nhau thì lại cá tiếp. Vâng, tỷ số còn xế đấu thứ tư, tôi lại ra cắt dự là 3-0 tiếp. Vâng, và Kenny sang từ nãy giờ chả thấy về đây gì cả. Nhiều khả năng tay này đi ngủ rồi. Nhiều khả năng lại phải gọi Kenny sang dậy vả ngược cho hai chén rượu vào mồm. Lại đốc, à không, không, tay này không vả rượu như Alenka được. Tay này là phải gọi dậy xong là cho mượn cái đồng hồ Rolex trị giá tỷ 2 của tôi để chụp ảnh. Là dậy ngay mà tỉnh như sáo. Chúng ta chuẩn bị chờ đợi với trận đấu đầu tiên của xế đấu thứ tư.